Nhóm bạn trẻ tổ chức lễ tang dịp Halloween gây phản cảm, tài xế lái xe nhận bài học nhớ đời. Mới đây, giới trẻ bùng nổ với đêm hội hóa trang dịp Halloween ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với sự đầu tư công phu, nhóm bạn trẻ này gây chú ý với màn tổ chức lễ tang phản cảm khiến dân tình chỉ trích. Halloween là một lễ hội truyền thống và đặc biệt ở phương Tây, nó thường được diễn ra hàng năm vào ngày 31 tháng 10. Nhiều năm trở lại đây, lễ hội này đã du nhập vào Việt Nam và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của giới trẻ. Cứ đến gần dịp này, các bạn trẻ lại chuẩn bị các trang phục độc lạ để cùng nhau hòa vào không khí Halloween. Thế nhưng, có những màn hóa trang nhận được nhiều sự thích thú và cũng có những màn sáng tạo quá lố nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Màn hóa trang của nhóm bạn trẻ dưới đây là một điển hình. Theo đó, mới đây, dân mạng đang chia sẻ những hình ảnh màn hóa trang Halloween không giống ai của một nhóm bạn trẻ tại đêm ngày 31 tháng 10 vừa qua. Theo đó, một chàng trai hóa trang thành người gặp tai nạn với vết thương bê bết trên chiếc khăn trắng phủ trên người. Chưa kể, nhóm bạn này còn đầu tư thêm băng ca, thùng phúng điếu và xe đưa tang để phục vụ cho trò đùa đêm hội. Chàng trai hóa trang thành người gặp nạn nằm trên băng ca, sau đó cả nhóm cùng đưa chàng trai này lên xe tang trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân. Loạt ảnh về màn hóa trang Halloween này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì được ngợi khen bởi ý tưởng độc lạ thì nhóm bạn trẻ cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích từ phía dân mạng. Theo đó, nhiều người cho rằng nhóm bạn trẻ đã vui quá trớn khi thực hiện màn hóa trang nói trên. Bởi lẽ, chính các bạn đã đem tính mạng của bản thân ra đùa giỡn và cuối cùng chỉ nhận lại sự cười cợt, chỉ trích. Cư dân mạng để lại những bình luận như sau: hết khôn dồn đến dại, thế mới thấy việc học quan trọng thế nào. Phản cảm quá, cha mẹ biết được chắc thất vọng về con cái họ lắm đây, hết trò lại chơi cái trò này. Tư duy của các bạn quá tệ nên khi bắt chước nước bạn cũng không có cái gì ra hồn cả. Lố lăng quá, đang khỏe mạnh lại không thích, cứ thích làm trò phản cảm thôi. Đáng chú ý, tài xế lái xe chở nhóm người này đi từ quận 7 qua phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi nhưng lại không đóng cửa xe khi đang di chuyển. Trên xe, nhóm người nhảy múa, đùa giỡn, chọc ghẹo những người đi đường. Đoạn clip sau khi lan truyền thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, tối ngày 1 tháng 11, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với tài xế lái xe tang chạy vòng quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số tuyến đường khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin nhận được, danh tính của nam tài xế lái xe tang đi chơi Halloween được xác định là PDT, ngụ quận 7, hiện làm việc cho một cơ sở mai táng trên địa bàn quận 7. Liên quan đến sự việc trên, cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh T về hành vi không đóng cửa lên xuống xe khi xe đang chạy. Với vi phạm này, nam tài xế bị phạt 700.000 đồng. Đồng thời, cảnh sát giao thông quận 1 cũng bàn giao hồ sơ, phương tiện là chiếc xe tang biển số 51B132XX do bà PNN đứng tên chủ sở hữu cho công an phường Bến Nghé để tiếp tục mở rộng làm rõ các vi phạm về an ninh trật tự xã hội. Về phía cư dân mạng, nhiều ý kiến cho rằng nếu tẩy chay Halloween thì thật oan uổng cho một lễ hội vốn là một phần của nền văn hóa thế giới. Mặt khác, ngoại lai không nên là nguyên nhân khiến ta từ chối nó, vì hội nhập và tiếp nhận giá trị văn hóa từ các quốc gia, cộng đồng khác là điều vẫn diễn ra trong lịch sử nhân loại. Chính người Việt chúng ta khi ra nước ngoài cũng mang theo các giá trị văn hóa của mình đóng góp cho cộng đồng nơi họ đến. Sự azure mù quáng khiến nhiều người Việt Nam hễ nhắc đến chơi Halloween là lao ra đường với những tạo hình hay trò đùa rùng rợn quái đản nhất, mà không hề biết đến ý nghĩa ban đầu, nguồn gốc của lễ hội hóa trang được tổ chức trong dịp này. Thay vì từ chối Halloween, chúng ta cần tẩy chay những biến tướng xấu độc của nó. Không chỉ dùng sức mạnh dư luận, các cơ quan chức năng cũng cần can thiệp khi có những cá nhân, đơn vị tổ chức các màn Halloween lố lăng, rùng rợn, phản cảm. Trong mỗi gia đình, khi cho con trẻ đi chơi Halloween hay bất cứ lễ hội nào khác, phụ huynh cần giải thích về nguồn gốc, ý nghĩa tốt đẹp, nhân văn của lễ hội đó để trẻ tiếp nhận các giá trị chân, thiện, mỹ chứ không chỉ tham gia náo nhiệt bằng cách dọa ma.